Rồi, mình chào cả nhà đã quay trở lại với kênh Ăn Uống Miền Tây ha. Thì hiện tại mình đang có mặt tại một cái mé sông gần nhà mình Hoàng. Thì mình phát hiện ra một cái đàn vịt con rất là đông nữa nè. Người ta thả trên sông á, nên mình lại mình quay cho các bạn xem nha. Nó lại với mình nè, nó rất dạng luôn á. À, đàn vịt này mấy trăm con các bạn, thì một nhóm kia nó đã đi rồi, còn nhóm này mình kêu cái nó quay lại nó ăn nè. Rồi, nguyên đàn vịt phóng sinh quá trời vịt con luôn dưới sông lớn. Các bạn, đây mình phóng nguyên bầy vịt luôn các bạn. Vịt này là vịt người ta phóng sinh nha các bạn, để cho cái tự nó đi nè. Đó, nguyên một bầy luôn. Đó, ở đây còn lạc mấy con này ha, kêu nguyên bầy luôn kìa. Cái này chắc vịt người ta thả, phóng sinh đó. Cái gì ta bỏ hả? Rồi sao ta lựa, ta biết con máy ha, sao quá trời luôn nè. Cái gì lên kêu nó vô nè các bạn. Đây mình kêu nó vô nè các bạn. Ôi ôi, nguyên bầy vịt luôn, quá cho con. Quá cho vịt con luôn. Ôi ôi, nguyên một vịt con. Cái này chắc vịt này là theo mình biết là người ta bóp, người ta lấy con mái, còn con trống người ta thả đi nè các bạn. Rất nhiều luôn nha. Ờ, nó dạng ghê luôn nè. Mấy đứa nhỏ nó lọt đất. Ngoài kia còn nhiều lắm các bạn. Coi chừng lọt á ba. Kêu lại ba, kêu lại ba. Đó, quá trời vịt con luôn rồi. Vịt này ta thả đi nè các bạn ơi. Người ta đang lôi một cái ghè. Quá trời vịt luôn rồi. Có vịt đen đó nè, vịt đen, người vịt xanh luôn. Nghe nó dạng quá ghê luôn. Nên kêu nó lại. Ờ, làm gì? Nguyên một cái sáng, đang lâu cái sáng. Ngay quá trời nhiều vịt con đúng không? Rất là dạng luôn, nó đang ăn nè. Nguyên vịt con này ha. Vịt con này chắc là người ta nuôi á, người ta nuôi thả đàn các bạn. Người ta lựa những cái con vịt mái người ta bắt lại, còn những cái con mà vịt con trống người ta sẽ thả đi. Cái này ta bóp trống rồi nè. Con này chắc là những con trống được thả đi á. Này nó rất là vàng luôn á, lại chân mình nè. Quá trời luôn trời. Mấy đứa nhỏ nó thấy nó phái quá trời luôn. Nó đang ăn ngang nè. Cơm lên đây kêu cái lại luôn nè. Quá trời đông luôn. Nguyên một nhóm này lại gần mình luôn nè. Ồ, nó dạng ghê luôn nè. Thấy tụi nghiệp thấy thương quá. Em phải sửa cho con nè.
Nuôi không, nuôi không? Nuôi không? Đem về nuôi đi. Các chú thả hả? Này. Lại đây thấy mình cái nó lại luôn nè. Nè. Nè anh bo cho con bo con anh bo. Nó anh bo đừng con luôn rồi. Rồi đứa bắt con đi chân. Nguyên vậy luôn rồi, đứa bắt con kinh dạy hết trơn rồi. Thì cái bài dịch này, cái này cũng có 100 con các bạn. Đây là ở dưới mé sông nha. Mé sông ở trước nhà mình các bạn. Thì dịch này người ta thả lan, người ta thả cho đi luôn á. Nó vàng quá trời vàng luôn. Thấy mình cái nó lại luôn. Trời ơi nó ghẻ thang mà. Trời ơi thương quá. Kêu nó lại mình nè các bạn. Ok kìa nó đang tắm. Đó, thấy thương chưa? Thịt trắng không các bạn ơi. Có cái một bài trước nó đi trước lần trước rồi các bạn. Cái bài này mình kêu nó quay lại nè. Mấy đứa nhỏ thì bắt đứa được con. Để nuôi hay thả? Thả. Nuôi. Nuôi hả? Nuôi gì dịch này nuôi vậy? Bây giờ mình bắt hết đây. Mình bắt hết mình nuôi. Bắt không? Bắt không? Bắt dạ con hết rồi kìa. Quá trời luôn. Bắt ra dịch con luôn rồi. Nãy giờ bo bắt được 2 con hả? Em bắt được mấy con rồi? Trời ơi luôn, 2, 4, 6 con luôn. Nó lại kìa. Nó kêu bà ba sữa. Nguyên cái đàn vịt con luôn. Quá trời đông. Nó đang dụ mấy con vịt lại nó bắt kìa các bạn. Đó bắt được quá trời luôn rồi, ba sữa bắt được quá trời luôn rồi. Bắt thêm con nữa. Trời ơi. Nó. Ôi luôn. Coi chừng ha, coi chừng lọt xong đó nha. Thêm. Đó, quá trời luôn rồi. Kêu nó ra sữa, kêu cốt lại là. Cốt. Trời ơi, ăn đứa thì bắt, ăn đứa thì bỏ thùng nè. Nãy giờ, nó vô mớ luôn rồi. Như vịt vậy rất dễ thương luôn á. Đó, bà sẽ bắt được con nữa nè. Ô. Ấy à. Quá đã, nhẹ nhẹ để nó chết nó, đẹp nó. Thằng ơi đừng bắt nữa thằng ơi. Bắt cho nị con. Nị biên con. Có bà đi. Ô, anh xin bắt được con hả? Vui không? Cho con hả? Đem về nuôi đi. Đem về nuôi đi. Không nuôi hả? Bắt chơi rồi hả? Nó lên từ thấy không? Nó góc đầu lên kìa. Nó đang lên nè các bạn. Nó dịch nó sẽ vô dễ thương quá. Cái khang đang dụ nó lên bắt. Cái dịch này thì người ta bỏ đi rồi các bạn. Thì nãy giờ bắt được số nè. Quá trời luôn nè. Con đây bắt được 2 con nè. Hôm nay cho mấy đứa nhỏ đi chăn vịt luôn các bạn ơi. Quá trời vịt luôn rồi, cho nó đi chăn nữa đi. Đi học không lo, đi học lo đi chăn vịt nè. Ừ. Đi học có một bữa đi về chăn vịt chơi nè. Đó, thấy mê quá trời mê luôn rồi. Bắt cơm nè, rồi rồi thấy đã chưa? Đó, chị ba sữa này bắt quá trời luôn rồi.
Đây vận chuyển áp tải. Đây anh xem kìa, anh xem quắt nữa kìa. Quá trời vịt con luôn. Đây là những con vịt mà người ta thả đi các bạn. Vịt chắc là vịt sống, người ta bóp trống, người ta bỏ lại nè. Con vịt mái người ta bắt, này mà nuôi bầy. Cái lò ấp vịt chắc nó thả đi á. Nó nhỏ thấy nó hàm mà nó kêu lại, nó vô, nó bắt. Bắt lê lẹ hết trơn luôn, nó vô bờ, nó ăn á. Kêu nó lại, lại nè các bạn. Cửa sông này là sông lớn nha cả nhà. Đó, đây ghe tàu chạy rất nhiều. Tắm nó luôn hả? Tái cười luôn. Đó, làm việc nó mấy chục con nó đang trên cái cây chú nó bỏ đi nè. Nó bắt nó vàng nó ghê luôn á. Nhưng nó nhỏ bắt quá trời luôn. Ủa cây bắt con trăm con nè. Ủa okay, em nghĩ nó bắt quá trời nhiều. Nó mấy con vịt trên nó chạy qua lậu à. Ừ. Đây nè bạn, thì nãy giờ mấy đứa nhỏ nó bắt được một số vịt các bạn, cũng mười mấy con rồi. Kêu nó thả nó, chịu thả nó mê quá trời luôn. Cái này chắc nó để nó tự đi sinh sống các bạn. Rồi mình cũng xin phép dừng video đây ha. Hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo nha. Bye bye cả nhà.